thân mến, là chúng ta đầu đến với những cái giai điệu âm nhạc giúp cho chúng ta trong cuộc vui tươi. Và chúng ta sẽ hôm nay chúng tôi sẽ những cách bay biểu biệt cũng như là những tâm tư để thành công của mình. Chúc chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với chúng ta trong những thời gian tới nhé. Xin chào bạn Hồ Đông nha. Và đặc biệt quý vị có thể để lại những cái comment chỉ cần một lít của quý vị vào nên phải chúng tôi đã ghi nhận quý vị để nhận quà tặng. Và quý vị có thể sở hữu những bạn này sử dụng ngay, hoặc là chúng ta có thể biểu hoặc là có thể thử bạn bè đặc biệt đối tác, đó là sự lựa chọn của quý vị. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng quý vị hãy nhận những quà tặng chúng tôi là được tại các công nghệ vừa qua và tiếp tục những ngày sắp tới. Không biết mọi người bạn sẽ có sự quan tâm quý vị và chúng tôi lấy những cái sự biết ơn đó và cũng mong muốn rằng những cái tình cảm và những cái sự sẻ chia đó là có thể gửi những quà tặng để giúp cho khi mà các thầy cô đang xem live trực tiếp hiện nay, có thể đó là những cái đơn hàng đặc biệt mà hãy liên lạc với đơn hàng. Chúng tôi xin dành tặng những cái bao giờ 10-13 đến 14-15% để giúp cao giúp cho quý vị có thể có những chiếc áo cung đẹp chất lượng giá là tài xử. Thì chúng ta tôi đây kêu gọi quý vị hãy vào xem live ngay để nhận quà tay là như thế, bởi vì càng xem live là ngày càng thấy thú và chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin chia sẻ. Nếu chúng ta cùng bên cạnh đó chúng ta có thêm những quà tặng. Xin chào bạn Đức Hòa Nguyễn Sang nha. Chào anh ca sĩ. Chào Nguyễn. Xin chào anh Nguyễn. Cảm ơn các chị đã ghé vào dành chút thời gian quý báu của mình để ghé vào đường live trực tiếp dành cho đặc biệt chủ đề ngày hôm nay topic là một cuộc chúng tôi sẽ dành tập hơn chi ơn đến gửi đến quý thầy cô cán bộ giáo viên. Kính
chương trình đang xem lại trực tiếp, đừng ngày để nhấn follow cũng như là những subscribe nữa. Theo dõi chúng tôi cả các kênh như hai nền tảng social media, TikTok và YouTube nhé. Chúng tôi sẽ là phát sóng những cái buổi live trực tiếp sẽ giúp cho quý vị có được cái nhìn cũng như những thông tin chính xác, kinh nghiệm để chúng ta có thể cho một bài giá tài sản chắc chắn sẽ giúp cho quý vị rất vững vàng. Xin chào các bạn nghe Tavi Channel ở Mỹ nha. Cảm ơn đã ghé vào đường live anh em và các bạn. Và đặc biệt chúng tôi luôn luôn tiếp tới những thông tin tập, thì có thể check kênh những cái thông tin này.